Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Inter Miami đứt mạch thắng khi Messi vắng mặt, người hâm mộ chê hàng thủ thậm tệ. Sáng nay Miami thua quá đậm Atlanta United, Messi vẫn chưa ra sân, toàn đội đứt chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Theo như thông tin từ ban tổ chức, Leo Messi không đạt được thể lực cần thiết. Đây là điều dễ hiểu ngay cả khi anh có nghỉ trận đấu gần nhất của đội tuyển Argentina hôm 13 tháng 9 vừa qua. Bởi ở tuổi 36, Messi cần thời gian để bình phục sau khi liên tục thi đấu trong thời gian ngắn và phải di chuyển một chặng đường rất dài. Vì thế mà sau khi thi đấu 11 trận, ghi 11 bàn cho Inter Miami, hôm nay Messi đã ngồi ngoài làm khán giả theo dõi toàn bộ trận đấu. Ở buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên trưởng Gerardo Martino xác nhận Messi không chấn thương, nhưng nhấn mạnh phải thận trọng bởi cầu thủ 36 tuổi đã liên tục thi đấu trong thời gian ngắn cho câu lạc bộ và đội tuyển Argentina. Sau khi gia nhập Miami theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 7, ngôi sao Argentina đã chơi 11 trận, ghi 11 bàn và kiến tạo 5 lần. Ở đợt tập trung đội tuyển vào đầu tháng 9, Messi ghi bàn duy nhất giúp Argentina hạ Ecuador 1-0 rồi xin thay người vì mệt. Sau trận thì anh thừa nhận việc này có thể còn tái diễn nhiều lần, Messi cũng không được đăng ký thi đấu, mà sắm vai trợ lý cho huấn luyện viên trưởng Lionel Scaloni ở trận đấu tiếp theo thắng Bolivia 3-0 tại La Paz, nơi có độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển. Sân Mercedes-Benz của Atlanta là một trong 5 sân vận động có mặt cỏ nhân tạo tại MLS. Miami không công bố lý do Messi và Alba vắng mặt, nhưng ông chủ của Arthur Blank và Atlanta cho rằng mặt sân cỏ nhân tạo không phải là nguyên nhân. Tôi nghĩ Messi quyết định không thi đấu, tôi thực sự không có ý kiến về điều này, Blank nói. Messi từng thi đấu trên sân cỏ nhân tạo khi còn là cầu thủ trẻ và cả lúc đá chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đó không phải là lý do, có thể Messi đang chấn thương dù không nặng. Việc Messi vắng mặt là sự hụt hẫng với 71.000 khán giả tới sân Mercedes-Benz tối ngày 16 tháng 9. Rất nhiều cổ động viên mặc áo Miami màu hồng in tên Messi đằng sau lưng nhưng không thể nhìn thấy thần tượng thi đấu. Messi thậm chí không di chuyển cùng toàn đội tại Atlanta. Khác với trận đấu gặp Sporting Kansas City, nơi Miami thắng ngược 3-2 dù vắng Messi hay đè bẹp chính Atlanta 4-0 tại League Cup. Hôm qua, thầy trò Martino thua ngược Atlanta. Phút 25, Leonardo Campana tâng bóng trong vòng cấm rồi vô lê chân trái tung nóc lưới thủ môn Brad Guzan, mở tỷ số cho đội khách. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Atlanta đã dẫn ngược 3-1 nhờ công của Tristan Mimoba, Brock Lennon cùng pha đá phản của Kamal Miller. Phút 53, Campana hoàn tất cú đúp với cú sút penalty chìm về góc trái, ngược hướng phán đoán của Guzan. Nhưng sau đó lần lượt, Jorgo Kanoumakis và Tyler Webb lập công ấn định chiến thắng 5-2 cho Atlanta. Miami đứt mạch 12 trận bất bại kể từ trận thua St. Louis 0-3 ngày 16 tháng 9, khi họ còn chưa có Messi thi đấu. Hiện Miami có 28 điểm, hơn đội chót bảng miền đông Toronto FC 6 điểm và kém vị trí thứ 9 của DC. Vị trí cuối có vé dự MLS Playoff 6 điểm, nhưng đang đá ít hơn một trận. Ngày 20 tháng 9, Inter Miami trở về sân nhà gặp Toronto. Không phải thi đấu, Messi tranh thủ đến sân để theo dõi cậu con trai Thiago chơi bóng. Do gặp vấn đề về thể lực, ngôi sao Leo Messi được câu lạc bộ chủ quản Miami cho nghỉ trận đấu vào cuối tuần này. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Messi đã đến học viện của Miami vào rạng sáng ngày 17 tháng 9 để theo dõi cậu con trai cả Thiago thi đấu. Được biết hai nhóc tì còn lại của nhà Messi là Mateo và Ciro cũng xuất hiện ở khu vực khán giả. Sự xuất hiện của Messi khiến trận đấu tập của đội U12 Miami được chú ý nhiều hơn. Messi còn đem theo một thức uống đặc biệt, đó là trà yerba mate, một thức uống có nguồn gốc từ Nam Mỹ, giúp tăng sự tập trung và chống oxy hóa. Theo tờ Olé, Messi còn trổ tài huấn luyện viên, trực tiếp chỉ đạo cậu con trai Thiago chế bóng. Năm 2038, biết đâu Messi sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển Argentina và tung cậu út Ciro chế bóng, tờ Olé liên tưởng hài hước. Sau khi Messi gia nhập Miami hồi tháng 7, hai cậu con trai Thiago 10 tuổi và Mateo 8 tuổi cũng ghi danh vào đội trẻ của câu lạc bộ này. Quãng nghỉ vừa qua được cho là cần thiết đối với Messi sau khi nhà vô địch World Cup đã thi đấu 12 trong 48 ngày qua. Ở tuổi 36, ngôi sao người Argentina cần nhiều thời gian bồi hồi phục để có thể có được trạng thái tốt nhất. Vắng Messi, Miami để thua 2 năm trước Atlanta FC sáng ngày 17 tháng 9 và đưa chuỗi 12 trận bất bại. Truyền thông Argentina cho hay Messi sẽ ra sân trở lại ngày 21 tháng 9, thời điểm Inter Miami gặp Toronto FC. Lionel Messi được cả thế giới ngưỡng mộ, tiết lộ một việc nhất định sẽ phải làm trước khi ngủ cùng vợ con. Tung hoành trên sân cỏ như vậy khiến bao đối phương khiếp sợ, nhưng Messi được biết đến là một người sống nội tâm, nhút nhát và khiêm tốn. Khán giả không biết nhiều về cuộc sống riêng của siêu nhân, người hiện chơi cho Miami và tạo cơn sốt trên đất Mỹ, ngoài việc là một người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Trong một chia sẻ với TNT, đội trưởng Miami tiết lộ về sở thích ăn uống cũng như một công việc mà luôn làm trước giờ đi ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi chuẩn bị sẵn bàn ăn cho bữa sáng hôm sau theo đúng vị trí của mọi người, của bọn trẻ Antonella và cả tôi. Messi cũng tiết lộ loại đồ ăn khoái khẩu của mình, cho thấy là một ông bố mê đồ ngọt.
Tôi rất đơn giản khi nói đến khoản ăn uống với Asado, thịt kiều nướng Nam Mỹ, Milanesta, thành phần chính là thịt bò viên chiên vàng giòn phủ sốt cà chua cùng phô mai, mì ống, chocolate, mứt sữa và kem. Tôi thích mọi thứ ngọt ngào, tôi cố gắng ăn ít nhưng thỉnh thoảng thì vẫn thèm. Ngoài ra, chân sút 36 tuổi cũng cho thấy loại thức uống ưa thích, đi đâu cũng mang theo. Từ sân tập đến trước sau trận đấu cũng là thời gian rảnh mang bên mình, đó chính là chả Nam Mỹ, Gia Barmet. Chỉ có vị là anh thay đổi một chút, giờ chịu uống đắng hơn thay vì ngọt như trước. Liên tiếp có những trận đấu tệ hại thiêu đốt PSG ở mùa giải năm nay, nhiều người cảm thấy tiếc cho Mbappe. Trong những đồng đội cũ như Leo Messi, Neymar, Marco Verratti hạnh phúc ở những bến đỗ mới, Mbappe phải miễn cưỡng thi đấu và một mình gánh vác trọng trách tìm kiếm vinh quang cho PSG. Mbappe tuyệt vọng. Rạng sáng ngày 16 tháng 9, dù đã ghi một cú đúp bàn thắng vào lưới của Nice ở vòng 5 của giải vô địch Pháp, nhưng Mbappe vẫn không thể cứu PSG thoát khỏi thất bại. Cả ống kính máy quay bắt cận cảnh khuôn mặt khắc khổ, tuyệt vọng và đầy vẻ chán ngán của Mbappe. Nhưng ai đã chỉ trích cầu thủ người Pháp về cuộc nổi loạn đòi ra đi hồi đầu mùa đã phải suy nghĩ lại. PSG giờ đây không còn là đội bóng nằm trong top tinh hoa của châu Âu sau cuộc tháo chạy của hàng loạt ngôi sao ở mùa hè vừa qua. Mbappe cũng muốn được ra đi nhưng anh bị ngăn cản và cuối cùng là phải ở lại. Anh từng là kẻ phản diện trong mắt các cổ động viên của PSG. Thế nhưng giờ đây PSG mới thực sự là kẻ phản diện. Họ giữ Mbappe ở lại nhưng không cho ngôi sao này thấy được tham vọng chinh phục bóng đá châu Âu như trước. Gã khổng lồ nước Pháp để những ngôi sao lớn ra đi nhưng lại không mua về bất cứ cầu thủ nào có cùng đẳng cấp. PSG đối mặt với mùa giải thảm họa. Đây thực sự là điều đáng tiếc bởi PSG từng hiện lên như một thiên đường bóng đá của châu Âu. Nếu không có Mbappe, PSG lúc này chẳng có gì khác biệt với phần còn lại của Ligue 1. Xung quanh Mbappe không có một ngôi sao nào ngang tầm anh. Mbappe sẽ phải chuẩn bị tư tưởng trước mọi trận đấu rằng anh sẽ vào sân và gánh vác đội bóng này, nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Những gì diễn ra từ đầu giải đến giờ chính là minh chứng. Ngôi sao người Pháp chưa tuyệt hay nhưng những cầu thủ còn lại của PSG quá tệ, nhất là hàng phòng ngự. Mbappe được bao nhiêu thì hàng thủ lại phá hủy nhiều hơn. Với một mùa đóng như vậy, họ khó có thể thành công ở mùa giải năm nay, thậm chí người ta còn mường tượng về một mùa giải thảm họa với thời trò Enrique. Sẽ không có gì lạ lẫm nếu Mbappe tỏa sáng ở những trận đấu sắp tới, những kết quả chung cuộc vẫn là thất bại cho PSG, một PSG tầm thường đang giam cầm giấc mơ và lý tưởng Mbappe. Giờ nhiều cổ động viên ước rằng PSG sẽ bán Mbappe cho Real Madrid trong mùa hè vừa qua. Nếu điều này xảy ra, các cổ động viên sẽ bớt cảm thấy đau lòng. Là một trong những người rất kỳ vọng vào màn thể hiện của Paul Pogba trong mùa này, huấn luyện viên Massimiliano Allegri cực kỳ sốc khi cầu trò lại dính án doping. Pogba đang bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá sau khi những thử thách của anh dương tính với chất cấm hồi đầu tuần này. Nếu tiền vệ 30 tuổi bị xác định có tội, anh có thể bị cấm thi đấu từ 2 đến 4 năm, đó có thể coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Pogba. Chứng kiến điều này, Allegri buồn bã. Tôi cảm thấy tiếc cho Pogba, những thủ tục cần thiết đang được tiến hành. Sẽ có những người liên quan đến chuyện này và điều này bây giờ là chờ đợi tiến hành phán xử. Pogba đang bị cấm thi đấu, hãy đợi phán quyết và sau đó tôi mới có thể nói về những thay đổi ở Juve. Pogba sẽ không ra đi cùng chúng tôi trong trận đấu với Lazio và trận đấu tiếp theo gặp Sassuolo. Và lúc này chúng tôi buộc phải quan tâm đến những cầu thủ mình đang có trong tay, Allegri nhấn mạnh. Ở một diễn biến khác, Allegri cũng nhận được câu hỏi về trường hợp của Leonardo Bonucci, cựu đội trưởng đang đòi câu lạc bộ đổi với tố cáo Juve không tạo điều kiện cho anh tập luyện. Nói với cầu thủ trò đã chuyển sang Union Berlin, Allegri châm biếm: "Tôi chúc cậu ấy may mắn cả trong và ngoài sân cỏ, còn với các vở kịch dài tập được chiếu trên kênh 5 thì tôi không thích chúng lắm. Bonucci đã gia nhập một đội bóng được tham dự Champions League, tôi không cần phải nói thêm điều gì."